Xin chào các bạn, như các bạn đã thấy thì trên tay mình đây đang là hộp của chiếc tai nghe Sony XB400. Một cái chiếc tai nghe rất là mới của Sony mà Sony vừa âm thầm ra mắt. Nói qua một chút về cái mẫu tai nghe in-ear Bluetooth WXY-XB400 này, thì đây là một cái tai nghe thuộc dòng tai nghe ExtraPad. Vâng, các bạn nghe không nhầm đâu, thì năm nay Sony đã mang cái công nghệ ExtraPad lên những cái dòng WXY series, khác với những cái mẫu tai nghe trước đây như là WXY-C200, C300 hay là C310. Thì WXY-XB400 nó sử dụng cái phần housing, nó có thiết kế mới, nó để đảm bảo được cái độ thoải mái khi đeo trong cái thời gian dài. Nó được trang bị một cái hệ thống thoát khí mà Sony gọi là Bay Boost. Nó sẽ cho chúng ta một cái giải trầm nó thoáng đãng hơn. Vâng, và bây giờ thì mình sẽ mở hộp và đánh giá nhanh chiếc Sony WXY-XB400 này, xem nó có những gì thú vị hay không nhé. Đầu tiên thì mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái tai nghe hình như thế này. Chắc hẳn là các bạn nhìn qua như thế này thì các bạn cũng biết là cái tai nghe chúng ta nó hình thù như thế nào phải không? Trên này sẽ có một cái mã của nó là WXY-XB400 này. Ở dưới sẽ có thời lượng pin là 15 giờ. Đây, bên này được in luôn cái dòng chữ là ExtraPad. Đấy, nhìn rất là hầm hố phải không? Và khi quay ra mặt sau thì chắc hẳn là các bạn cũng thấy luôn cái chiếc tai nghe chúng ta phải không? Đây là chiếc tai nghe WXY-XB400. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái lớp mica như thế này, thì các bạn có thể nhìn luôn cái chiếc tai nghe của chúng ta. Ở phía bên trái thì Sony show ra cho chúng ta một vài cái thông số kỹ thuật như là thời lượng pin là 15 giờ này, khi các bạn nghe nhạc liên tục. Có công nghệ sạc nhanh chỉ 10 phút cho 60 phút sử dụng. Tiếp theo sẽ là công nghệ HD Voice, và các bạn có thể điều khiển cái trợ lý ảo ở Google Assistant hay như là Siri chẳng hạn bằng cái phím bấm ở trên chiếc tai nghe này. Và cuối cùng thì là một cái cổng sạc Type-C. Chiếc tai nghe này thì vẫn được trang bị cổng sạc Type-C giống như là trên chiếc tai nghe là WXY-C310 các bạn nhé. Tiếp theo ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có một vài thông số kỹ thuật mà thôi. Ok, bây giờ thì không làm vòng nữa, bây giờ mình sẽ mở hộp luôn cho các bạn xem nhé. Trước khi đến với chiếc tai nghe WXY-XB400 thì mình sẽ nói qua một chút về hai cái phụ kiện ở trong chiếc tai nghe này. Đầu tiên sẽ là một cái cáp Type-C. Vậy sợi cáp Type-C này thì mình thấy nó khá là chắc chắn các bạn nhé. Với một cái chiếc tai nghe theo mình nhớ là giá là 1.390.000 thì họ đã trang bị một cái sợi cáp như này thì mình thấy là quá ấn tượng luôn, rất là chắc chắn các bạn nhé. Tiếp theo thì Sony sẽ trang bị cho chúng ta hai cái cặp tiếp. Vậy thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 cặp tiếp, bao gồm hai cặp tiếp được trang bị ở trong phụ kiện này và một cặp tiếp sẽ được trang bị trực tiếp ở trên tai đây. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, đấy là chiếc Sony WXY-XB400. Nhìn tổng thể về thiết kế thì chiếc tai nghe này nó cũng không có quá nhiều khác biệt so với những cái mẫu tai nghe trước như là chiếc tai nghe WXY-310. Ở đây mình đã có một chiếc tai nghe là WXY-310, mình sẽ lấy cho các bạn xem nhé. Đây, gần như nó không có quá nhiều khác biệt từ cái phần phím bấm điều khiển này hay là những cái phần pin như thế này. Đấy, các bạn thấy nó không có quá nhiều khác biệt phải không? Đầu tiên nói về phần màu sắc thì mình thấy chiếc WXY-XB400 nó có màu xanh đậm hơn rất là nhiều so với chiếc WXY-310. Về phần phím bấm điều khiển thì chúng ta vẫn có phím tăng giảm âm lượng này, kiêm là nách bài hay là quay trở lại bài. Chúng ta vẫn sẽ có một cái phím dừng phát nhạc kiêm luôn là nhận cuộc gọi. Và bên cạnh đấy chúng ta vẫn có một cái đèn thông báo nhỏ như này để khi mà các bạn sạc pin hay là các bạn khởi động nguồn hay là kích hoạt chế độ pairing chẳng hạn thì cái đèn này sẽ sáng hoặc là nháy sáng. Về cái phần dây tai nghe thì chúng ta vẫn được trang bị một cái sợi dây dạng dẹt như này để chống rối. Nó vẫn giống như là trên chiếc WXY-C310 các bạn nhé. Và cuối cùng là phần housing, và đây cũng sẽ là cái điểm mà tạo ra sự khác biệt lớn nhất của chiếc Sony WXY-XB400 so với chiếc WXY-XB310 các bạn nhé. Khi các bạn nhìn qua về phần housing thì chắc hẳn các bạn cũng thấy rằng ngôn ngữ thiết kế trên chiếc tai nghe này nó có phần nào nó nam tính hơn, nhìn nó sport hơn, nó năng động hơn so với cái thiết kế housing ở trên chiếc 310. Về phần vật liệu thì housing trên chiếc tai nghe này được trang bị một cái phần housing ở phía mặt này thì sẽ là được trang bị bằng nhựa các bạn nhé. Nhưng ở phần này thì chúng ta sẽ được trang bị một cái vật liệu khác, đấy là cao su. Về cái phần housing thì chắc hẳn là mình cũng không cần phải nói quá nhiều nữa. Nhưng mà bây giờ mình sẽ nói cái phần mà nó tạo ra điểm khác biệt lớn nhất trên chiếc Sony WXY-XB400. Khi các bạn nhìn kỹ vào phần housing như thế này thì chắc hẳn các bạn cũng thấy được
những cái lỗ thoát âm như này nó rất là lớn phải không ạ? Thì đây là cái điểm tạo ra cái sự khác biệt lớn nhất về cái phần chất âm trên chiếc tai nghe này. Các bạn có thể cảm nhận được cái giải bass này nó đậm đà hơn, nó chắc hơn rất là nhiều so với những cái dòng tai nghe trước. Còn về những cái giải âm khác như là mid hay là treble này thì mình thấy không có quá là nhiều khác biệt các bạn nhé. Nên là để cảm nhận kỹ hơn và rõ hơn về cái chất âm của chiếc tai nghe này thì mình nghĩ là các bạn nên đến tiếp các cửa hàng của Sun Audio để trực tiếp cảm nhận các bạn nhé. Và vừa rồi là một video mở hộp nhanh về chiếc Sony VXE-XB400 này của Sony, một cái chiếc tai nghe vừa mới được Sony âm thầm ra mắt. Các bạn thấy chiếc tai nghe này của Sony như thế nào? Nếu các bạn thì các bạn có chọn mua chiếc tai nghe này không? Với một mức giá là 1.390.000 thì các bạn có thấy nó có điểm gì là điểm trừ hay là điểm cộng gì thì các bạn hãy để lại cho mình comment ở phía bên dưới video nhé. Các bạn cũng đừng quên nhấn like video cũng như là nhấn subscribe kênh để ủng hộ mình cũng như ủng hộ kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.